này đang chạy trên quốc lộ từ ở phía sau lưng Ninh Chữ, còn ở hướng đi ở trước này hình như là về Phan Rang với tháp Chàm, tháp Chàm Phan Rang. Vậy là cái bãi biển Bình Sơn là cái bãi biển ở Ninh Chữ rồi. Trăng rằm vàng chiếu lung linh ngàn đại sen tỏa sáng dưới bóng. Bên phải không à, theo coi nãy chiếc máy bay nó bay á, mình nhìn trên đó thì tôi nghĩ rằng là cái thấy cái bãi cát, bãi biển cái đó là chắc là Bình Sơn quá. Cũng trong này thì không thấy có cái bãi biển nào hết. Thì cái bãi nếu đó là cái bãi biển Bình Sơn thì cái bãi biển đó đẹp, là tôi đã từng đi qua đó rồi. Nó có một cụm đá tươi thắm như đóa hoa hồng nhung, dù giang nan khó nguy, dù thân tâm xót xa, lòng tôi vẫn luôn giữ vững. Dòng sông xanh uốn quanh đồng lúa bát ngát xanh, chùa tôi như đóa sen vươn lên trời cao, ngàn hoa thơm thắm tươi, hàng cây cao lá reo, chùa tôi long lanh dưới nắng chiều rơi. Tiếng chuông chùa trầm lặng đêm bao nguồn an vui hạnh phúc trong cõi trần ai, chùa như ánh dương soi đường, lửa thiền xiêm nơi nơi pháp luân truyền ánh đạo vàng chung xanh giang hồ tư quán nơi lòng, chùa tôi bao mến thương là nơi tôi lớn khôn, dạy tôi luôn sống vui tràn hòa tình thương, dù cho năm tháng qua, dù cho bao đổi thay, lòng tôi vẫn luôn nhớ mãi chùa xưa, chùa tôi vẫn như thái dương rạng soi.
chắp tay A Di Đà Phật. Đêm trăng rằm vàng chiếu lung linh ngàn đại sen tỏa sáng dưới bóng từ bi. Lời kinh thiên tha nguyên cầu hòa chung tiếng mõ ngân vang bên mê bờ giác khơi nguồn trăng sao tỏa ràng thiên môn niết bàn. Chùa tôi dưới bóng trăng đàn em vui múa ca hồn nhiên tươi thắm như đoá hoa hồng nhung. Dù giáng nắng khó nguy dù thân tâm xót xa lòng tôi vẫn luôn giữ vững niềm trời cao. Ngàn hoa thơm thắm tươi hàng cây cao lá reo chùa tôi long lanh dưới nắng chiều rơi. Tiếng chuông chùa trầm lặng đem bao nguồn an vui hạnh phúc trong cõi trần ai. Chùa như ánh dương soi đường lửa thiền xiêm nơi nơi pháp luân truyền ánh đạo vàng chúng sanh giác ngộ từ quang nơi lòng. Chùa tôi bao mến thương là nơi tôi lớn khôn dạy tôi luôn sống vui chan hòa tình thương. Dù cho năm tháng qua dù cho bao đổi thay lòng tôi vẫn luôn nhớ mãi chùa xưa. Chùa tôi vẫn như thái dương rạng soi. Ở gần đó với ở chỗ đó bà con người ta trồng trồng hành, trồng củ hành đó, cái hành đó với trồng ngò nhiều lắm. Có lần ghé qua đó cũng vô ngồi nói chuyện với mấy mấy ông anh trồng hành đó đó, thì cũng được hướng dẫn trồng sao rồi giống hành sao nó na ná nó làm như là lợi cái đó mình chùa tôi trong nắng mai màu lá.
Di Đà Phật. Đêm trăng rằm vàng chiếu lung linh ngàn đại sen tỏa sáng dưới bóng từ bi, lời kinh thiên giống như Lý Sơn. Cái hướng mình đi là cái hướng đi vô trong núi. Hướng này hình như là nếu chạy suốt là rồi đi qua bên của Cành Á qua rồi ta. Không biết, không nhớ. Đoạn này á bà con ta trồng nho nhiều lắm. Nãy đi ngang chỗ bán nho mà quên quay. Ta chở nho ra để theo đường. Ở dưới này, ở dưới hai bên đường đó là vườn nho không à. Này mình trên đường quốc lộ AH1. Chùa xưa, chùa tôi vẫn như